Đâu đó giữa thành phố xô bồ, đâu đó giữa bộn bề cuộc sống, ta mải mê kiếm tìm một giấc mơ. Giấc mơ về một thiên đường có thực giữa đô thị phồn hoa, một mái ấm an lành giữa thiên nhiên tươi mát. Ở nơi ấy, mùa xuân còn mãi. Ở nơi ấy, mầm xanh đâm chồi. Đến với bản hòa ca bất tận của rừng, đến với Foresta Villa. Tọa lạc tại quận Nam Từ Liêm, Foresta Villa là khu đô thị nhà đất sinh thái, sở hữu vị trí chiến lược giữa khu phía tây thành phố, trung tâm tài chính kinh tế mới của Hà Nội, tiếp giáp trực tiếp đô thị Mỹ Đình 1 và 2, cận kề nhiều tuyến giao thông quan trọng như Trần Hữu Dực, đường 70. Tại vị trí đắc địa của thủ đô Hà Nội, quận Nam Từ Liêm bao trọn khu vực trung tâm hành chính mới Mỹ Đình với nhiều công trình kiến trúc hiện đại và quan trọng như trung tâm hội nghị quốc gia, sân vận động quốc gia Mỹ Đình, bệnh viện thể thao, trường tiểu học Đoàn Thị Điểm, trường quốc tế Việt Úc, đại học thương mại. Foresta Villa đa dạng về hình thức và quy mô với số lượng 813 căn nhà ở thấp tầng, biệt thự đơn lập, song lập, nhà liền kề, nhà shop house với tổng mức đầu tư hơn 2.850 tỷ đồng. Foresta Villa mang đến cảm hứng về thiên nhiên và sự thư thái đến cho mỗi cư dân của khu đô thị, giống như một khu rừng trong thành phố xanh tươi mát lành giữa phố thị phồn hoa. Mong muốn mang đến sự cân bằng cho nhịp sống gấp gáp hiện đại, Foresta Villa sở hữu cảnh quan và không gian thoáng đãng tự nhiên gắn liền với kiến trúc xanh nhằm đem lại cảm giác thư thái, bình yên tuyệt đối cho mỗi cư dân. Tasco, chủ đầu tư uy tín hàng đầu với kinh nghiệm phát triển hạ tầng, đã trao tặng cho Foresta Villa những lợi thế cạnh tranh chưa từng có so với các khu đô thị khác, từ hệ thống biệt thự đơn lập cho đến song lập, nhà liền kề hay khu shop house. Mỗi công trình kiến trúc tại Foresta Villa là một tác phẩm nghệ thuật ấn tượng, thiết kế sang trọng và thông minh, tận dụng ánh nắng, khí trời tự nhiên, mang theo âm hưởng sôi động của con người, âm hưởng an lành của thiên nhiên, đan quyện thành một bản hòa ca hoàn mỹ nhất. Foresta Villa là sự lựa chọn lý tưởng cho những khách hàng vừa muốn tận hưởng không gian sống gần gũi thiên nhiên, vừa muốn thỏa mãn nhu cầu tiện nghi đẳng cấp, phong cách sống hiện đại. Nhằm đảm bảo môi trường trong lành, hài hòa cho cư dân trong khu đô thị, công viên trung tâm của Foresta Villa với diện tích hơn 4 hectare đã ra đời với thiết kế quy mô, hiện đại nhưng vẫn giữ đậm nét phong thủy Á Đông với thác nước nhân tạo, đá phong thủy. Đặc biệt, khu biệt thự Foresta Villa còn là bản giao hưởng hài hòa về cảnh quan và quy hoạch tổng thể với công viên thể thao rộng 22.000m2 và công viên nghỉ ngơi giải trí rộng gần 20.000m2 chạy dọc hai bên bờ hồ phía đông nam công viên trung tâm. Khu công viên giải trí có 7 khu vườn xanh mướt. Những khu vườn này là điểm đến ngập tràn hương sắc, hấp dẫn vô cùng với cư dân. Những tiện ích trên không chỉ đem đến nét chấm phá ấn tượng về cảnh quan, mà còn là lá phổi của khu đô thị sinh thái Xuân Phương Foresta Villa cũng như của toàn khu vực phía tây thành phố. Bên cạnh đó, là cư dân của Foresta Villa, bạn có thể thỏa sức trải nghiệm các tiện ích trong khu đô thị như bể bơi, trường học, nhà trẻ, khu vui chơi giải trí chất lượng cao hay chia sẻ các tiện ích thương mại trong khu Mỹ Đình. Đến với bản hòa ca bất tận của rừng và tận hưởng cuộc sống xanh mát giữa thủ đô náo nhiệt. Foresta Villa, rừng trong phố.